Tôi sẽ trình bày về cái ứng dụng của lý nhân quả đối với phụ nữ trong Phật giáo. Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi Phật giáo hay cụ thể là Đức Phật hiểu gì về phụ nữ. Mà cái câu hỏi này đó là cả nhân loại từ xưa đến nay đó đặt câu hỏi là làm sao để hiểu phụ nữ? Tại vì ngay cả phụ nữ họ cũng không hiểu chính mình thì làm sao để hiểu được phụ nữ. Thì như vậy đó. ở trong kinh tạng thì Đức Thế Tôn hiểu gì về phụ nữ? trong tứ Ương bộ kinh đức thế tôn ơi, nói rằng người phụ nữ có năm điều ước muốn căn bản nhưng mà nếu như người phụ nữ mà làm quá ít hoặc thậm chí không làm các việc công đức tức là làm những điều phước làm những điều thiện thì rất khó mà được những điều sao tức là muốn nhưng mà khó được lắm thứ nhất đó là gì à, phụ nữ ai cũng muốn được sinh ra trong một cái gia đình tốt oh, một gia đình danh giá À, một gia đình giàu sang hoặc là một gia đình biết yêu thương mình ai cũng muốn sanh ra một gia đình xứng đáng ừ. nhưng mà đó cái người phụ nữ mà không làm các cái việc công đức á, thì dù họ có muốn nhưng họ cũng rất là khó để mà đạt được cái sự ước muốn này ngược lại đối với người phụ nữ mà làm các cái điều công đức thì mình rất dễ đạt được cái điều ước muốn đầu tiên này rồi cái thứ hai à, là muốn là tới hồi mình lớn lên rồi đó mình gả vào một cái gia đình xứng đáng quý vị những người đã có à, gia đình rồi đó thì quý vị hiểu rồi rất là hiểu cái việc này à, khi mà mình à, khi mới yêu nhau mình chỉ nghĩ là mình sẽ lấy nhau về thôi tức là hai người sống với nhau thôi nhưng mà lấy nhau về thì không hẳn như vậy mình lấy nhau là lấy cả gia đình của nhau nha không đơn giản người phụ nữ chỉ ở với chồng mình đâu ở với chồng là mình còn phải ở luôn cả với cha mẹ chồng cả với gia đình bên chồng cho nên một người phụ nữ thì lúc nào họ cũng mong gả vào một cái gia đình xứng đáng thân em như hạt mưa rào đó. cho nên lỡ mà mình sanh vào một cái gia đình mà người ta cha mẹ chồng không có thương mình thì rất là khổ bởi vì nó đơn giản lắm quý vị đặc biệt là bà mẹ chồng sẽ biết nhiều người khổ vì mẹ chồng dữ lắm tại vì đơn giản là mẹ chồng thì thương con trai của mình mẹ thì thương con nhưng mà tới hồi mà nó biết thương người dân rồi đó, thì hình như là cái tình cảm dành cho mẹ nó bị suy giảm. Mà theo sư biết á, là con trai mà thương mẹ tới hồi lớn rồi mà vẫn còn thương mẹ là mấy cô chê, á, mấy cô không chịu đâu. Chính bởi vì như vậy nó bị xung đột. Mình phải tranh giành tình cảm của một người đàn ông, một bên là con của mẹ, một bên là chồng của mình. Chính bởi vì như vậy thì rất là khó để mà bà mẹ chồng thông cảm được với mình. Thương mình như thương con nó khó lắm tại vì mình đang dành tình cảm của đứa con của bà mẹ mà rồi đó là chưa kể những cái gia đình bên chồng nha ờ, người ta nói giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng rồi chưa kể là em chồng rồi chị chồng rồi đủ thứ bên chồng nó khổ trăm bề